Mọi người ơi, xin hãy mua AE skin. Cái này tâm trắng rừng là trắng nha. Mọi người ơi, một bộ gồm 4 sang phẩm luôn. Cái này là tâm một lần. Cái này là chúng ba tâm hàng ngày. Sau khi tâm xong chúng ta xịt cái này. Mọi người ơi, hãy mua tâm trắng AE skin nhà mọi người ơi. Quá trời luôn, quá trời xuất sắc đúng không? Cụ te quá ha. Rồi bây giờ sẽ kỳ giống gì coi nè. Em sẽ kỳ nha. Bây giờ đừng có bất ngờ và đừng có hú hồn nha. Đừng có hú hồn nha. Nè, kỳ nè. Hú hồn chưa? Mày bán cò thầy hú hồn chưa? Hú hồn chưa? Hú hồn chưa? Đó. Thì sau khi mà mọi người sử dụng xong thì mọi người nhớ kỳ cọ như thế này ra giùm cho em nha chị nha. Dạ, bây giờ những chị nào muốn tư vấn về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Nè, trắng lắm mấy chị. Rất ơi, là trắng quý vị. Cái này là tấm trắng khô nha quý vị nha. Mình ướt cũng được mà khô cũng được luôn. Ai mà có thời gian thì tấm trắng khô giùm cho em. Và khi mình kỳ ra thì những cái lợn cợn cái này là những cái lớp mà ta đã da sần nè, những cái lớp mà ta đã hấp thấu đen nè, nó làm cho chúng ta ra hết như vậy nha, cực kỳ ok. Thì bây giờ anh chị nào mà mua hàng đó thì em sẽ tư vấn cho vị nha. Rất là ok luôn, xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả vô. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em. Một bộ bên em là gồm những gì đây? Một chai tấm trắng một lần, một chai trắng hàng ngày và một chai ban đêm, một chai ban ngày như vậy nha. Body luôn, trời ơi, sức cho là mê hú. Mua thử một chai giùm cho em thôi, rồi mua một bộ. Mọi người biết không, cái này là em like hàng ngày luôn, rất là ok luôn. Cái gì thấy chạy quảng cáo 1000 tỷ đó vậy, thiệt, chạy cả 1000 tỷ ít à. Rất là trắng luôn, xài nè, kỳ đó nè. Rồi nói thì sao trắng, nó mình sức vô đi, rồi nói thì sao xui. Nè, nó rất là trắng luôn mấy má ơi, 400 cái chai chà bá lửa, cái chai nó như một cái bình thủy vậy đó. Rất là trắng luôn, đây mình xà để giùm cho em, mình chà giùm cho em. Mình vừa kỳ vừa tắm trắng đồ này nọ, gần Tết rồi, còn 300 mấy chục ngày là Tết rồi, tranh thủ làm giùm cho em đi. Để mốt Tết khỏi bất ngờ. Đó, mình kỳ để giùm cho em đây nè, nè, nó xích ra đi. Rồi nói sao mà xui nha, đừng có nói sao mà xui nha. Ai bị tam tai sức này lên giùm cho em, hết tam tai luôn đó, kỳ ra. Dạ, rồi, nam nữ là đều sử dụng được hết nha mấy anh chị ơi. Nam nữ là sử dụng được hết luôn, một tuần mà sử dụng em 2 lần. Dạ, 490.000 một chai nha cả nhà ơi. 490.000 một chai, một bộ là 1.470.000, gồm 4 cái chai luôn. Mua lẻ là sản phẩm hay không? Em ơi, em mua hàng là em là mẹ của anh rồi. Em mua một sản phẩm, tao nói chạy tới nơi mà tao nói xà vô giường nhà em mà ship cho em mà xuất cho em luôn nha. Dạ, mọi người đặt hàng hay là muốn tư vấn về cái sản phẩm Hàn Quốc này á, để lại số điện thoại giùm em nha. Dạ, một bộ là 1.470.000, là gồm 2 chai kem body ban đêm và ban ngày và 2 chai tắm trắng nha mọi người ơi. Được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 bằng ship. Rồi xức đi, rồi nói sao trắng nha, nói sao trắng nè, trắng không? Trắng như quỷ luôn, thiệt sự luôn á trời. Sản phẩm gì đâu mà trắng quá trời trắng à, xức lên rồi trắng quá. Rồi ở đây là tao tưởng người Mỹ trắng không rồi sao, rồi sao đây? Một chai mình mua lẻ là với giá 490.000, nhưng mà đặc biệt ngày mai là free ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Nè, thấy không? Thấy không quý vị, rất là trắng như vậy nha. Từ một sợi chỉ trắng của em hồi nãy giờ sự thành sợi chỉ đen luôn. Thấy ghê không? Trắng lắm quý vị ơi, không trắng tán cho mặt của em nó thiệt luôn quý vị. Em bây giờ tao nói là sớm em là ăn ghê. Ê Ngọc Trinh. Mẹ nó quay lại đâu, em đâu phải tin Ngọc Trinh đâu. Tưởng em Ngọc Trinh không đó. Anh chị em mua hàng để số điện thoại tư vấn giùm cho em cái gì nha. Đây, bạn bán 4 loại sản phẩm. Thứ nhất là một cái chai tắm bình thường, cái chai như thế này. Nó đen đen như thế này. Và nãy là em sẽ mở ra thì nó cái vòi như thế này. Nhưng mà em sẽ xịt ra như vậy cho nó nhanh như vậy nha, để mất thời gian của mọi người. Và mình xịt lên, mình xoa đều lên làn da chúng ta để 15 phút sau thì mình rửa lại với nước thì lập tức làn da sẽ trắng trẻo mịn màng. Và sau khi mình sử dụng cái này xong thì mình sử dụng cái này giùm cho em. Là cái này là cái loại là 490.000 một chai luôn, mình để toilet mình tắm hàng ngày. Và sáng nào mình cũng tắm trơn trọi, đi làm về cũng tắm, làm nhưng tắm trơn trọi. Và sau khi mình làm xong thì mình nhớ xức cái kem body giùm cho em. Xức kem body sạch sẽ xong mình ta nó thơm tho sáng sẻo xỏa. Xong sau khi mà sử dụng xong thì chúng ta sử dụng ban ngày giùm cho em, thì đặc biệt cái chai ban ngày có chất chống nắng trong đó luôn, thì mình soi lên nó sẽ ta nó dưỡng da và chống nắng cho mọi người luôn. Là một bộ của nó là 1.470.000. Ai mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em alo cũng như alo lô và tư vấn cho mọi người nha mọi người ơi.
Đó, có gì thấy không? Rất là trắng luôn. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, rồi trắng mà trắng nõn nà, trắng mà trắng không tì vết, có gì thấy không? Ui à, xong rồi đó, đó bây giờ em sẽ thoát y cái gì coi. Xong rồi mình xức kem vô nha, xức kem vô, phải xức kem, phải trắng chẻo. Trời ơi, em bây giờ mấy nhỏ gái là thua em liền nha, cái gì nha, thua liền. Không thể nào hơn em được. Sau khi mà mình tắm trắng xong hai bước nhau gì nha, thì mình xức cái kem body vô dùm cho em. Và cái kem body này cực kỳ ok, nó không mà giống những cái loại khác, nó không có bết dít nè. Và đặc biệt nó rất là thơm như chị nha, nó dùng cái chất lotion trong đó luôn. Và mình xoa đều lên làn da của mình, để làn da mình mịn màng và trắng trẻo như chị nha. Đây, mình chọn cái chai body ban đêm nha, có chai body ban ngày nữa, nhưng mà bây giờ mình xức body ban đêm dùm cho em. Em khuyên quý vị nên kết hợp một bộ dùm cho em nha. Còn nếu như ai mà muốn xem thử cái này nó ok hay không thì sử dụng một chai dùm cho em, mua thử một chai về tắm thôi nhau gì nha. Còn lại cái body bên em nào gì coi nè, nó sẽ không trắng ảo như vậy nha, nó thấm thấu rất là nhanh vô làn da chúng ta. Quý vị thấy không, nó bóng không, thấy nó bóng không, rất là thơm luôn. Một bộ là 1.470.000, xức lên dùm cho em. Yeah, nó rất là trắng và xài rất là im ái cuộc đời của mình luôn. Rất là trắng và rất là thơm. Đây, quý vị coi. Mình xoa lên đều lên làn da chúng ta. Đây. Yeah, rất là trắng. Thôi trắng không vậy? Ngon quá vậy? Rất là trắng như vậy nha. Anh chị em mua hàng để số điện thoại giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em quý vị nha. Em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bye bye mọi người. Xin chào và hẹn lại. Em yêu mọi người.